Ngày 13 tháng 1, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận có một giáo viên người nước ngoài tử vong tại căn nhà thuê trên địa bàn. Theo một lãnh đạo phường, giáo viên trên dạy cho một trung tâm ngoại ngữ ở phường chính nhưng đăng ký tạm trú tại phường 4 vào năm 2019. Giáo viên này là người New Zealand. Trước đó, đại diện một trung tâm ngoại ngữ đến công an phường 4 trình báo sự việc nhiều lần không liên lạc được với giáo viên người New Zealand. Sau đó, công an phường 4 cùng các đơn vị liên quan đến nhà giáo viên này thuê tại khu tái định cư phường 4 để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi đến nơi trọ thì nhà đóng cửa. Lực lượng chức năng phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện giáo viên người New Zealand đã tử vong. Hiện vụ việc đã báo đến cấp thẩm quyền để xử lý theo quy định.